Bằng sự nỗ lực gương mẫu, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt tạo nên sự đoàn kết. Ông Phùng Văn Sinh ở xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn mà chúng tôi nhắc đến trong phóng sự sau đây là một điển hình như vậy. Nhiều năm qua, ông Phùng Văn Sinh, người có uy tín của thôn Thẩm Con, xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn, đã tích cực vận động bà con từ trên núi cao xuống để xây dựng cuộc sống mới. Đến nay, tất cả 6 hộ đồng bào dân tộc Dao ở khu vực Nậm Hầy đã chuyển xuống trung tâm thôn để dựng nhà cửa, làm ăn sinh sống. Tôi là đảng viên và là trưởng bản. Tôi thấy mình có trách nhiệm vận động bà con chuyển xuống vùng thấp. Tôi đi một lần vận động không được thì đi hai lần, ba lần. Gặp ai tôi đều bảo. Nói nhiều, bà con cũng nghe theo và chuyển xuống. Vì ở vùng cao xa xôi không có trường lớp cho con cháu học, nên tôi quyết định chuyển xuống gần trung tâm thôn để con cháu được học hành, sau này có kiến thức để làm ăn. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ông Phùng Văn Sinh còn là tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng trường học. Ông đã tự nguyện hiến trên 1.600 mét vuông đất để địa phương xây dựng phân hiệu trường tiểu học và trường mầm non Thẩm Hiêm, giúp các cháu được học ở môi trường tốt hơn. Gia đình ông Phùng Văn Sinh rất là tuyệt vời, hiến đất từ cái bìa đỏ của chính gia đình đang ở mà ủng hộ nhà trường để xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là xây dựng phòng học từ năm 2004 để đảm bảo cháu có đủ diện tích ăn học và vui chơi. Thẩm Dương thì nói về người uy tín cộng đồng trên địa bàn xã thì có 5 người uy tín cho cộng đồng. Nhưng mà trong quá trình hoạt động là chúng tôi nhận rõ là cái vai trò trách nhiệm người uy tín cộng đồng ấy đối với ông Phùng Văn Sinh ở thôn Thẩm Hiêm. Cái ông Sinh này là tuyên truyền rất là tốt, cùng đi đầu với các top những các thôn bản. Đặc biệt nhất là từ năm 2002 mà đến năm 2013 đã gia đình ông Sinh ấy đã hiến đất là cho xây dựng trường tiểu học phân hiệu Thẩm Hiêm. Giờ đây tuy tuổi đã cao nhưng người có uy tín trong cộng đồng Phùng Văn Sinh vẫn luôn là người gắn kết ý đảng lòng dân, từ đó góp phần thực hiện tốt công cuộc phát triển bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thank you.